Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định thang đo độ cứng HP trên máy đo độ cứng HP 250 của Đức, sản xuất cũng khá là lâu rồi. Đấy. Đầu tiên chúng ta nói qua một chút về cấu tạo của thiết bị này. Cấu tạo của thiết bị này thì thuần cơ, tức là trong này nó sẽ có một hệ thống cơ khí ở trong này. Đấy. Thì chúng ta không quan tâm đến cái hệ thống cơ ở trong này, tại vì cái hệ thống cơ trong này người ta đã làm rất là chuẩn rồi. Chúng ta chỉ quan tâm đến những cái ở bên ngoài thôi. Thì những cái ở bên ngoài thì chúng ta quan tâm đến cái gì? Cái quan tâm thứ nhất chúng ta cần quan tâm đó chính là mũ đâm. Thì mũ đâm sử dụng đối với cái máy HP 250 này thì rất là đa chủng loại. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ xác định thang đo độ cứng HP thôi. Cho nên là cái mũ đâm mà chúng ta sử dụng ở trong thang đo này đó chính là mũ đâm bằng bi thép được tôi cứng. Và cái mũ đâm sẽ được đặt trong một cái vành bảo vệ như này. Đây. Đây, ví dụ mũ đâm. Mũ đâm này là mũ đâm đường kính 2,5 mm. Đấy. Và chúng ta muốn thay cái mũ đâm thì chúng ta có thể vặn nó ra một cách rất là dễ dàng như này. Đấy. Đấy. Và viên bi thép được tôi cứng ta sẽ đặt ở trong cái ổ này và được cái phần lắp ráp này nó sẽ đè lên này. Cái mũ đâm hình trụ ta đây, cái mũ đâm hình cầu ta nó chỉ bé tí tẹo như này thôi. Đấy. Và tùy vào vật liệu khác nhau thì chúng ta sẽ chọn cái kích thước của mũ đâm nó sẽ khác nhau. Đấy. Thì đấy là cái thứ nhất chúng ta cần quan tâm. Cái thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đó chính là về tải trọng. Tải trọng thì đối với máy HP 250 thì sẽ có một giải tải trọng bao gồm 8 tải trọng ở bên hông này. Đấy. Bao gồm 15,6, 30,25. Cái này là 62,5. Đây là ghi nhầm. Tải trọng này là 62,5. Tiếp theo là 100, 125, 150, 187,5 và 250. Đấy, thì chúng ta chọn cái tải trọng nào thì chúng ta ấn vào cái tải trọng đó. Đấy. 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 Chọn cái nào chúng ta ấn vào đó. Đấy là cái thứ hai chúng ta cần quan tâm. Cái thứ ba chúng ta cần quan tâm đó chính là bàn gá. Hay nói nôm na là cái bàn đặt mẫu. Thì cái bàn này nó sẽ phụ thuộc vào cái hình dạng của chi tiết mà chúng ta cần đo độ cứng. Nếu đối với chi tiết dạng phẳng thì chúng ta sẽ tiến hành sử dụng cái bàn gá phẳng như này. Còn nếu mà những chi tiết chúng ta đo mà dạng trụ thì chúng ta phải thay cái bàn gá phẳng này bằng bàn gá hình chữ V. Và thay bàn gá này cũng rất là dễ dàng thôi. Cái tiếp theo là nút nguồn. Nút nguồn đối với thang đo độ cứng HP nó sẽ nằm ở bên rìa bên này. Đấy. Khi mà chúng ta cắm nguồn rồi, chúng ta bật cái nút nguồn lên và thấy cái đèn của cái máy này là sáng. Như vậy là máy chúng ta nó đã vận hành. Đấy là toàn bộ về cấu tạo của máy. Bây giờ chúng ta quan tâm một chút về nguyên lý để xác định đo cái độ cứng HP nó là như thế nào. Tại vì sao chúng ta phải nói qua một chút về nguyên lý? Tại vì cái cách xác định độ cứng HP nó phức tạp hơn so với các thang đo độ cứng khác một chút. Do vậy là chúng ta phải nói qua một chút về nguyên lý đo của nó. Với bất kỳ thang đo độ cứng nào thì độ cứng nó chính là khả năng chống lại biến dạng dẻo thông qua mũ đâm. Tức là độ cứng nó sẽ được xác định bằng tải trọng chia cho đơn vị diện tích. Ví dụ cái thang đo chúng ta đang cần tính là thang đo HP thì độ cứng nó sẽ bằng tải trọng chia cho đơn vị diện tích. Diện tích này nó là diện tích gì? Diện tích này chính là cái diện tích của cái phần lõm được tạo ra khi mà chúng ta tiến hành đâm mũi đâm vào. Đây, ví dụ đây thì diện tích của cái vết lõm mà chúng ta hình thành ra đó chính là S. Thì đối với thang đo độ cứng HP, mũ đâm chúng ta sử dụng là mũ đâm hình cầu. Do vậy rằng là khi mà chúng ta tiến hành đâm trên bề mặt mẫu thì hình chiếu nó, phần trên cùng của chúng ta nó là hình tròn. Đấy. Và phần lõm xuống nó sẽ tạo ra một phần tròn cầu. Và
dựa vào tính toán toán học thì chúng ta hoàn toàn có thể xác định được cái S này nó sẽ bằng pi nhân với d trên 2 đấy, nhân với d trừ đi căn của d bình trừ đi d nhỏ bình đấy, hay là bằng 2p chia cho pi d nhân với mở ngoặc d trừ đi căn của d bình trừ đi d nhỏ bình đấy. Trong đó p chính là tải trọng và đơn vị của tải trọng mà chúng ta sử dụng đó là kg lực đấy. D là đường kính viên bi đấy, và ký hiệu là mm. Thì cái tải trọng và cái đường kính viên bi này nó sẽ được chọn tùy thuộc vào vật liệu. Cái đại lượng cuối cùng đó chính là cái đại lượng d nhỏ này, thì cái d nhỏ đó chính là đường kính của cái vết lõm mà chúng ta đường kính của cái vết lõm mà tạo ra khi mà chúng ta tiến hành đâm cái mũ đâm lên trên bề mặt mẫu, và đơn vị cái này cũng là mm. Và đối với thanh đo HB thì chúng ta nói rằng là cái viên bi chúng ta là dạng cầu, cho nên là cái đường kính vết lõm của chúng ta mà xác định đó chính là cái đường kính của cái hình tròn được tạo ra trên cái bề mặt mẫu này. Thì nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải đi xác định cái D này, tại vì cái P này và cái D này là sẽ được chọn tùy thuộc vật liệu đấy. Thì P và D chọn theo vật liệu dựa theo cái nguyên tắc nào? Thì thông thường cái P và D này nó sẽ quan hệ với nhau theo công thức P nó sẽ bằng x nhân với D bình đấy, trong đó x là một cái hệ số phụ thuộc vào vật liệu. Đấy, ví dụ ở đây tôi có một cái bảng mà đưa ra cái nguyên tắc để chọn độ cứng đối với các vật liệu, loại vật liệu khác nhau. Thì đối với thép và gang mà có cái giới hạn độ cứng từ 140 đến 450 HB thì khi đó cái tỷ số x của chúng ta được chọn là bằng 30. Đấy, bằng 30. Và dựa vào cái chiều dày của mẫu thì chúng ta sẽ chọn được cái đường kính viên bi và tải trọng tương ứng. Ví dụ cái mẫu chúng ta mà chiều dày nhỏ hơn 20 thì cái đường kính viên bi mà chúng ta chọn là 2,5 mm và tải trọng chúng ta phải đặt vào là 187,5. Đấy, tương tự so với các loại vật liệu còn lại. Đấy, nếu mà thép và gang mà độ cứng mà nhỏ hơn 140 thì tỷ lệ này được chọn là 10. Đấy, và nếu mà mẫu chúng ta mà chiều dày là nhỏ hơn 3 thì khi đó viên bi chúng ta là đường kính 2,5 nhưng mà tải trọng khi đó nó chỉ còn 62,5 thôi, tức là nó phải thỏa mãn cái tỷ số p trên d bình. Đấy, thì sau khi mà chọn được tải trọng và chọn được đường kính thì nhiệm vụ cuối cùng chúng ta phải xác định đó chính là xác định đường kính d này. Đấy, trên thực tế thì những cái máy xác định độ cứng HB hiện đại thì người ta sẽ có cái màn hình điện tử để người ta giới hạn bốn cái góc này. Tôi vẽ lại cái hình đó. Đấy, thì trên cái máy hiện đại khi mà chúng ta đâm nó sẽ hình thành cái vết đâm như thế này, thì khi đó người ta sẽ có cái màn hình máy tính ấy, người ta sẽ giới hạn được cái đường tròn của chúng ta nó sẽ nội tiếp trong một cái hình nào đó, và người ta sẽ tính ra được cái đường kính D1 và D2 của cái đường tròn này, và chúng ta sẽ xác định được cái đường kính của cái mũ đâm của cái vết lõm là sẽ bằng trung bình của D1 và D2 đấy. Nhưng mà cái máy HP250 chúng ta là cái máy khá là cổ rồi, do vậy rằng là cũng không có màn hình máy tính đấy. Do vậy là cái đường kính vết lõm này chúng ta phải xác định qua một cái thiết bị trung gian, người ta gọi là kính lúc chuyên dụng. Thì kính lúc chuyên dụng này thì nó có tác dụng gì?
Thì trong cái kính lúp chuyên dụng này nó sẽ có những cái thước đo ở trong trong kính lúp này, và mỗi cái vạch đo nó sẽ tương ứng với 0,05 mm. Ví dụ chúng ta đo được cái mũ đâm như này đấy, thì chúng ta điều chỉnh sao cho cái vạch chia mà trên cái kính lúp chuyên dụng ạ, kính lúp chuyên dụng nó sẽ đi qua cái mụn vết lõm như này và phải đi qua tâm của cái đường tròn, tâm của cái đường tròn đấy, và tương ứng với số vạch mà chúng ta đếm được ở trên này, chúng ta sẽ tính ra được cái đường kính vết lõm của chúng ta là bao nhiêu. Ví dụ đây chúng ta sẽ có một này, một vạch này, hai vạch này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, chín vạch đấy, chín vạch. Thì chúng ta đem nhân với 0,05, tại vì mỗi cái vạch này tương ứng với 0,05 mm, thì chúng ta sẽ tính được cái vết lõm này có đường kính là 0,45 mm. Đấy, sau khi xác định được cái d nhỏ này, chúng ta sẽ quay ngược trở lại, chúng ta thay vào cái công thức này, thay vào công thức này để chúng ta xác định độ cứng HD, hoặc là chúng ta có thể dựa vào cái d nhỏ này và chúng ta kết hợp với cái P và cái D chọn ban đầu, chúng ta tra bảng và chúng ta có thể xác định được cái độ cứng HD là bằng bao nhiêu. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo độ cứng HD trên máy HP 250. Để đơn giản thì tôi sẽ tiến hành đo độ cứng trên cái tấm chuẩn của nó. Ở đây cái tấm chuẩn nó đã ghi rõ ràng cho chúng ta là cái đường kính viên bi mà chúng ta phải đặt vào là bằng bao nhiêu và cái tải trọng chúng ta đặt vào bằng bao nhiêu. Đấy, thì ở đây nó ghi là cái đường kính viên bi mà chúng ta phải chọn là 2,5 mm và tải trọng là 187,5. Do vậy thì chúng ta sẽ chọn tương ứng ở đây là đường viên bi đường kính là 2,5 mm và tải trọng ở bên này chúng ta sẽ chọn là 187,5. Sau khi mà chọn được viên bi và tải trọng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành khởi động máy. Đấy, và bắt đầu quay cái bàn đặt mẫu để cho nó đi lên. Khi mà cái mũ đâm của chúng ta nó xa cái bề mặt mẫu thì chúng ta có thể quay nhanh được, nhưng mà khi mà mũ đâm tiến sát cái bề mặt mẫu thì chúng ta bắt đầu quay chậm. Đấy, quay chậm, quay đến khi nào mà cái đèn báo hiệu của chúng ta nó tắt thì chúng ta dừng lại. Đấy, khi này chúng ta có thể dùng một tay hoặc là kết hợp hai tay để chúng ta kéo hai cái núm này. Đấy, nếu mà kết hợp hai tay thì chúng ta có thể hơi ấn cần này xuống và chúng ta kết hợp kéo cái cần này ra để cái máy chúng ta nó đỡ giật. Nhưng mà do hôm nay tôi thao tác một mình và đang cầm máy cho nên là tôi sẽ không làm cái kiểu đó mà tôi sẽ giật cái cần này luôn. Đấy. Đấy. Và khi cái cần này giật ra thì cần bên phải tôi này nó đi lên, thì quá trình đặt tải của chúng ta là bắt đầu. Và theo như quy ước, khi mà chúng ta chọn cái đường kính viên bi là 2,5 mm và tải trọng là 187,5 theo cái bảng lúc nãy thì thời gian đặt tải của chúng ta nó phải là 30 giây. Do vậy rằng là khi mà cái cần chúng ta đi lên vị trí trên cùng thì chúng ta phải đợi một khoảng thời gian nhất định. Đấy, khoảng 30 giây, kể cả cái thời gian mà chúng ta kéo cái cần này ra. Sau khi vẫn đạt 30 giây rồi thì chúng ta bắt đầu ấn cái cần bên phải xuống rất là nhẹ nhàng. Đấy, và quay của cái mẫu chúng ta, quay cái bàn đặt mẫu chúng ta ngược chiều đồng hồ và lấy cái mẫu chúng ta cần đo ra đánh dấu cái mũ đâm mà chúng ta vừa tạo thành, và chúng ta sẽ xác định đường kính của cái vết lõm này dựa vào cái kính lúp chuyên dụng. Đấy. Xác định bằng đường kính, xác định đường kính bằng kính lúp chuyên dụng thì xác định bằng cách nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định là cái vết lõm mà chúng ta vừa đâm là cái nào. Đấy, đây là cái này. Đấy. Sau đó là ta sẽ đưa cái kính lúp chuyên dụng này vào sao cho cái tâm của cái vòng tròn ở phía dưới kính lúp chuyên dụng nó sẽ đi qua tâm của cái vết lõm mà chúng ta vừa tạo thành. Đây này. Đấy. Và quay cái phần mà hướng ánh sáng này ra, tại vì cái phần này chính là cái phần để chúng ta nhìn ánh sáng vào cho nó dễ.
Đấy, sau đó chúng ta bắt đầu để mắt vào trên cái kính trên này và chúng ta nhìn, chúng ta đếm số vạch. Đếm số vạch. Đấy. Ví dụ tôi ở đây tôi đếm được 16 vạch. 16 vạch mà chúng ta nhân với 0.05, tức là cái đường kính của viên bi mà chúng ta đường kính của cái vết lõm. Đường kính của vết lõm mà chúng ta xác định ra nó là 0.9 mm. Đấy, 0.9 mm. Và chúng ta thay vào cái công thức này để chúng ta xác định độ cứng của mẫu chúng ta vừa đo với các trọng lượng P nó sẽ bằng là 187.5 kg lực. Đấy. Và D bằng 2.5 mm. Và cái D nhỏ nó sẽ bằng 0.9 mm. Đấy. Và chúng ta sẽ xác định ra cái HB này là bằng bao nhiêu. Đấy, ví dụ sau khi thay vào công thức này, tôi sẽ tính ra cái giá trị độ cứng mà chúng ta cần xác định nó là 285 nhá. Là 285. Đấy. Đây chỉ là một cái tôi lấy ví dụ thôi. Cái đường kính D này có thể nó sẽ không phải là 0.9 mà nó có thể là 1 gì đấy. Nhưng mà đây tôi lấy một cái ví dụ để chúng ta tính thôi. Đấy. Sau khi mà tính ra cái kết quả này thì cái giá trị độ cứng HB mà chúng ta phải ghi trong bất kỳ báo cáo nào thì thông thường người ta sẽ ghi cái giá trị mà chúng ta vừa tính ra. Ví dụ đây là 285. Sau đó là ghi đến ký hiệu của thang đo độ cứng, ở đây nó là HB. Và tiếp theo nó là đường kính của viên bi mà chúng ta sử dụng, gạch chéo đến tải trọng mà chúng ta sử dụng 187.5. Và có thể biểu diễn thêm cả cái thời gian mà chúng ta tiến hành đặt tải, ở đây là 30 giây. Đấy. Thì sau khi mà xác định độ cứng xong thì cái kết quả mà chúng ta ghi cuối cùng là chúng ta sẽ ghi như này. Đấy. Đây là theo tiêu chuẩn của Việt Nam, tiêu chuẩn TCVN 256 năm 2007-2008 đấy. Đấy. Thì đây là quy ước chuẩn. Và đây chính là cái giá trị độ cứng mà chúng ta cần xác định. Trên đây là toàn bộ những hướng dẫn của tôi để xác định đo độ cứng ở trên máy đo cứng HP250. Đương nhiên là hiện tại có rất nhiều cái máy đo độ cứng nó hiện đại hơn, nó không cần xác định đường kính thông qua kính lúp nữa mà xác định trực tiếp trên màn hình máy tính như lúc đầu tôi có nói. Nhưng mà đây là những cái cơ bản nhất và nó là nguyên lý của phương pháp đo độ cứng HB. Do vậy là các bạn có thể áp dụng đối với gần như các phương pháp, các thiết bị đo độ cứng HB khác nhau. Đấy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn tiếp theo của tôi. Chân thành cảm ơn.